Xin chào các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ quay về câu chuyện cổ tích. Và hôm nay câu chuyện của chúng ta sẽ được nghe là câu chuyện cây vú rửa. Ngày xưa, có một cậu bé được mẹ cân chiều nên rất nghịch và ham chơi. Một lần bị mẹ mắng, cậu vùn vặn bỏ đi, cậu la cả khắp nơi. Mẹ cậu ở nhà không biết cậu ở đâu nên buồn lắm. Ngày ngày mẹ ngồi trên bật cửa ngóng cậu về. Một thời gian trôi qua mà cậu vẫn không về. Vì quá đau buồn và kiệt sức, mẹ cậu gục xuống. Không biết cậu đã đi bao lâu. Một hôm vừa đói vừa rét là bị trẻ lớn hơn đánh, cậu mới nhớ đến mẹ. Phải rồi, khi mình đói mẹ vẫn cho mình ăn, khi mình bị đứa khác bắt nạt mẹ vẫn bên mình. Về với mẹ thôi, cậu liền tìm đường về nhà. Ở nhà cảnh vật vẫn như xưa, nhưng không thấy mẹ đâu. Cậu khản tiếng gọi mẹ: mẹ ơi, mẹ đi đâu rồi, con đói quá. Cậu bé cụp xuống rồi ôm một cây xanh trong vườn mà khóc. Kỳ lạ thay, cây xanh bỗng run rẩy. Từ cắt cành lá, nhìn đài hoa bé tí trổ ra nở trắng như mây. Hoa tàn quả xuất hiện lớn nhanh, da căn mịn, xanh ốc ánh. Cây nghiêng cành, một quả to rơi vào tay cậu bé. Cậu bé cắn một miếng thật to, chát quá. Quả thứ hai rơi xuống, cậu lột vỏ cắn vào hạt quả, cứng quá. Quả thứ ba rơi xuống, cậu bé khóc, bóp quanh quanh quả. Lớp vỏ mềm dần rồi khẽ nứt ra một khe nhỏ. Một dòng sữa trắng sóng sánh trào ra, ngọt thơm như sữa mẹ. Cậu bé ghé môi hấn lấy dòng sữa ngọt ngào, thơm ngon như sữa mẹ. Cây rung rinh cành lá thì thào: ăn trái ba lần mới biết trái ngon, con có lớn khôn mới hay lòng mẹ. Cậu òa lên khóc, nhận ra mẹ đã không còn nữa. Cậu nhìn lên tán lá là một mặt xanh bóng, mặt kia đỏ hoe như mắt mẹ khóc chờ con. Cậu ôm lấy thân cây mà khóc, thân cây xù xì thô ráp như đôi bàn tay lằn lộn của mẹ. Nước mắt cậu rơi xuống gốc cây, cây xòa cành ôm cậu, rung rinh cành lá như tay mẹ âu yếm vỗ về. Cậu kể cho mọi người nghe chuyện về người mẹ và nỗi ân hận của mình. Trái cây thơm ngon ở vườn nhà cậu ai cũng thích, họ đem về gieo trồng khắp nơi và đặt tên là cây vú sửa.